Ở đây mình có hai tờ giấy, nhưng mà tại vì hai chai này rất là giống nhau thì nó cùng là một bản của YSL, nên là mình sẽ xé một góc đi để cho dễ nhận biết nhé. Và cái bản xé này thì mình sẽ xịt chai EDP. Hai xịt. Còn với cái phiên bản Intent thì mình sẽ xịt ở giấy không xé để các bạn có thể dễ dàng theo dõi. Ok, đợi một tí cho bớt nồng nhưng mà mình sẽ đi qua phòng ăn phỏng vấn. Ok, và trên tay mình đây đang là hai chai YSL Y phiên bản EDP và phiên bản EDP Intent. Và ngày hôm nay thì sẽ cùng mình đi quay phỏng vấn xem với hai mùi hương này thì mọi người sẽ thích cái mùi hương nào hơn. Cùng đi xem nhá. Xem là chúng ta dự đoán có đúng không? Tại vì cá nhân mình thì mình nghĩ là phiên bản EDP gốc sẽ chiến thắng. Mình đang có hai cái mùi hương nam ở đây, nó là hai cái phiên bản khác nhau. Mình đã xịt ra hai cái tờ giấy rồi, mình đánh dấu nó, nên là các bạn cứ ngửi thử xem là các bạn sẽ thích mùi hương nào hơn trong cái lần đầu ngửi. Nếu như là một bạn nam thì mình sẽ đưa ra quan điểm của mỗi người thích mùi hương nào hơn, tờ giấy xé hay là tờ giấy không bị xé? Tờ giấy xé, cả ba bạn. Thế cái lý do vì sao mà mình thích mùi hương này hơn? Cái góc mùi này nó mát hơn. Nó mát hơn. Thế mùi hương này nếu mà thấy có mùi còn lại thì mình thấy sao? Nó nồng hơn hay là nó như nào? Mùi nó nồng hơn mà em cảm giác cái mùi nó nhẹ nhàng, nó thanh hơn. Cái ví dụ một anh chàng như này thì sẽ hình dung đến một anh chàng cái kiểu ăn mặc như nào? Lịch lãm. Lịch lãm. Vâng. Còn gì đó, trẻ trung hay đứng tuổi? Kiểu đây cũng là một cái mùi khá nổi tiếng và rất nhiều bạn nam xịt. Đó, thì cái mùi hương này các bạn đã chấm trên thang điểm 10, các bạn chấm tầm mấy điểm? 9/10, 7/10 và 9/10. Rồi mình cảm ơn nhé. Cái chai này các bạn lựa chọn là chai YDP này. Rồi cái bản cũ rồi mình cảm ơn các bạn nhé. Mình đã xịt ra hai giấy rồi, bạn mình muốn là bạn ngửi thử xem là bạn sẽ thích cái mùi hương nào hơn. Trong hai mùi này, bạn cứ ngửi đi. Xem là kiểu cảm nhận, nếu mà để lựa chọn mua kiểu sẽ thích cái mùi hương nào hơn. Đây là mùi của nam. Cái lý do vì sao mà cả hai đều lựa chọn mùi hương này? Cái này thì mình thấy nó kiểu mùi nó rõ mùi hơn này. Thế là rõ mùi hơn hay là cảm giác mùi nó mát mát. Nó mát mát. Mùi thơm dịu, nó không gắt quá. Nó dịu nhẹ ra, nó phù hợp với cái nhu cầu bình thường đúng không? Còn mùi này thì sao? Mùi này thì lại kiểu như là hơi nữ tính. Hơi nữ tính hả? Chính xác. Cái này nó ngọt này. Đúng rồi, cái này rất nam tính. Đúng rồi, cái này nó rất nam tính. Cái này nó nam tính và nó rất dịu. Kiểu cái này kiểu sang trọng hơn, cái này kiểu sang chảnh. Cái mùi hương này thì mọi người sẽ chấm trên cái thang điểm 10, mình sẽ chấm mấy điểm? 10 á. Nhưng thang điểm 10 thì cái này mình nghĩ là chọn tầm 8 thôi. Tại vì mình còn dựa vào cái độ lưu hương thôi không? Kiểu cảm nhận ban đầu thì mình sẽ chấm khoảng tầm 8 điểm. Thế các bạn nam mình sẽ chấm khoảng tầm mấy điểm cho mùi? 7-8 điểm. Rồi mình cảm ơn. Cái chai bạn chọn là cái chai YDP. Tại vì cái đây là hai cái phiên bản nó kiểu thêm nồng độ thôi. Nên là kiểu mọi người lăn tăn hơn, nên là mình cũng muốn kiểu hỏi xem mọi người. Rồi mình cảm ơn hai bạn nhé. Rồi mình cảm ơn. Mình đang có hai cái mùi hương, mình đã xịt ra hai tờ giấy rồi. Thì các bạn mỗi người cầm một tờ, các bạn thử xem là mùi hương nào sẽ ấn tượng với các bạn hơn trong lần đầu. Hai người đổi cho nhau. Xem mà kiểu nếu mà lần đầu thì mình sẽ ấn tượng với mùi hương nào hơn? Nếu mà ấn tượng đầu thì mình thích cái này hơn, tại vì nó nồng hơn. Cái này kiểu nó sẽ dịu. Cái này thì nó sẽ nhẹ nhàng hơn hả? Thế còn bạn nào? Em thì cái này thì cũng nhẹ nhàng hơn. Cái này nó cũng nhẹ nhàng hơn hả? Nhưng mà mình thì sẽ lựa chọn cái mùi hương nào? Nếu mà em thì em lại lựa chọn mùi hương nào? Thế là trái ngược với nhau. Không, tại vì ý là nếu mà ấn tượng đầu thì sẽ là mùi này. Nhưng mà nếu mà để sử dụng. Sử dụng thì em sẽ mùi này. Thì cũng sẽ lựa chọn mùi hương này. Thì bạn nghĩ rằng là cái mùi hương này nó sẽ phù hợp với cái kiểu cái phong cách như nào? Nó sẽ phù hợp với thời tiết là mùa hè hay là mùa đông, hay là kiểu phong cách trẻ trung hay là kiểu chững chạc? Cái này là em thấy là mùa hè này, tại vì nó kiểu vị bạc hà đúng không? Nó kiểu mát đúng không? Hơi cay nhẹ đúng không? Cái mùi hương này, cái tờ xé này thì trên thang điểm 10 các bạn đã chấm nó khoảng tầm mấy điểm? Cái mùi này thì em thấy là nó mát này, dịu dịu này, thì là em thích nó.
em sẽ chấm nó khoảng tầm 9 thôi. 9? 9 trên 10, ok. Thế các bạn nữ? Em cũng thế thôi. À rồi, mình cảm ơn nhá. Cái chai bạn chọn cái chai YDLYDB phiên bản cũ. Tại vì hai mùi hương này nó khá là giống nhau. Vâng. Nên là nó chỉ thay khác về một chút nồng độ thôi. Vâng. Nên là kiểu mọi người sẽ khó trong cái việc lựa chọn hơn. Nên là mình muốn quay phỏng vấn thì mọi người có cái nhìn khách quan hơn. Rồi, mình cảm ơn hai bạn nhá. Rồi, ok. Thực ra thì bây giờ tôi đã phỏng vấn 3 cặp rồi. Và kết quả thì nó đã khá là bất ngờ. À mà nó không bất ngờ lắm. Tại vì tôi dự đoán nó YDLYDB thắng. Theo các ông còn nên phỏng vấn nữa hay không? À, theo các ông thôi nhá, cứ làm thêm một cặp, một hoặc hai cặp nữa nhá, xong rồi để cho kết quả kiểu áp đảo luôn. Chúng ta chưa bao giờ đi phỏng vấn mà có cái kết quả nó kiểu khủng khiếp, thắng trắng. Thì hy vọng hôm nay sẽ làm một cái video như vậy. Mình đang có hai cái mùi hương nam ở đây, thì mình đã xịt ra hai tờ giấy rồi. Mình muốn các bạn thử xem là kiểu ấn tượng ban đầu thì mình sẽ thích cái mùi hương nào hơn. Hai người đổi cho nhau, xem là có cùng quan điểm không, có cùng gu sở thích không. Mình là một người mà không rõ về nước hoa lắm ấy. Thì mình thấy nó cũng khá là xem. Mùi này thì có vẻ nóng hơn này. Mùi này, này có vẻ nóng hơn và ngọt hơn. Ngọt hơn. Ngọt hơn. Thì thanh hơn, hợp mùa hè. Con này thì hợp mùa hè, cái tờ giấy xé này thì lại là nồng hơn. Nhưng bây giờ nếu mà để kiểu lựa chọn ban đầu để mua thì sẽ lựa chọn cái mùi hương nào mình thích hơn. Để cái để tính ứng dụng. Mình sẽ thích cái mùi cái này đúng không? Cái mùi hương này hơn. Bởi vì cảm giác nó ngọt hơn. Nó ngọt hơn và cảm giác kiểu nó sẽ thu hút hơn. Đúng. Ví dụ thật ra những cái mùi nồng thì thường nó sẽ thu hút ngay từ ban đầu hơn mà. Thì mình muốn hỏi một tí là ví dụ cái mùi hương này trên thang điểm 10 các bạn sẽ chấm nó khoảng tầm mấy điểm? Nếu mà cái mùi mà đầu tiên mình ngửi ra, cái mùi mà mình chọn ấy, cái mùi mà mình thích ấy. Mùi mình thích lắm hả? Chắc là sẽ tầm khoảng 7-8. 7-8, cả hai người. Ôi sao tôi tương thông với nhau đấy. Cùng thương thật ra là mình thích là 7 đấy. Ok. Rồi mình cảm ơn các bạn này. Cái lựa chọn của bạn là cái chai YDP bản phiên bản cũ. Tại vì hai cái này nó là cùng một bản nhưng mà nó khác nhau về nồng độ thôi. Đúng, là kiểu mình cảm thấy nó giống nhau mà. Nó sẽ có một cái gì đấy nó khá là giống nhau. Nhưng mà kiểu mọi người sẽ lăn tăn không biết lựa chọn cái bản nào. Thì mình kiểu đi quay để mình cho mọi người có thêm góc nhìn. Rồi mình cảm ơn các bạn nha. Ok. Người yêu tôi bảo chỗ này đẹp quá. Nên là thôi tôi sẽ kết thúc video ở đây. Và kết quả thì mọi người đã thấy là tôi phỏng vấn 4 cặp. Và chúng ta có khoảng tầm tỷ số trắng. Lần đầu tiên trên kênh của mình có tỷ số trắng. Không một ai thích cái mùi hương của YDLYDB phiên bản Intense. Tại vì các bạn bảo là mùi hương này nó lựa chọn được tính ứng dụng nó không cao. Mặc dù có một vài người thì các bạn sẽ thấy rằng là người ta lựa chọn vì nó thu hút nổi bật ban đầu, nhưng mà để ứng dụng vào thực tế thì người ta sẽ lựa chọn phiên bản còn lại là cái phiên bản gốc. Và nếu như các bạn thấy cái video này bổ ích thì hy vọng các bạn để lại cảm nhận của mình và like, share. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.